Gốm Nhật xin kính chào quý cô chú anh chị. Và hôm nay bên em sẽ lên nhiều siêu phẩm độc lạ nha chị, phục vụ cô chú anh chị nha. Bên em ship toàn quốc, bao bể mẹ tất cả các mặt hàng. Rồi đầu tiên cũng lên một cái bình nha anh chị. Bình này là bình một cái bình xanh Canadon nha. Bình này là hoa mẫu đơn vẽ tay lacquer vàng. Ở một đôi công nha chị nha. Bình này thì không có truyền nha anh chị. Đó, mà cái này vẫn chuẩn hàng Nhật 100% nha. Viền là viền lacquer vàng. Viền lacquer vàng nha anh chị. Đó, xanh coban viền lacquer vàng. Chim công. Nói chung là cái bình này hiện tại không lỗi lầm gì hết nha anh chị, rất là xuất sắc luôn. Rất là xuất sắc, không lỗi lầm gì hết. Miệng bình anh chị, miệng bình là 10.5 nha chị, 10.5, cao bình là 30. Đó, một cái bình xanh coban rất là đẹp, cao bình 30, vòng bụng là 60. Đó, vòng bụng là 60 nha chị, một con bình siêu phẩm nha. Đó, báo rõ anh chị, tuy rằng không có truyện chứ mà cái này hàng này anh chị nó chuẩn hàng Nhật 100% nha chị nha. Đó, bình này có giá là 850k. Con bình này anh chị, họa tiết thủy vẽ lacquer vàng xanh coban 850k. Anh chị cho em mã là A1 nha chị, 850k mã A1. Xanh coban nha chị, đó cái bình này siêu phẩm nè. A1 nha chị, 850k A1. Rồi em có một cái bình nha chị, bình này là gọi bình Bizen nha chị nha. Chưa chụp nữa. Nặng tổng nào. Rồi cái bình nha chị, bình này là bình Bizen nha chị nha. Bình này là bình rồng. Bình này là có truyện dưới đế chân nha chị, dưới này nha chị nha. Bình lacquer rồng nổi nha chị, một cái bình gọi là bình Halloween rồng nha chị. Và truyện cái này lọc lưới nha. Xin lỗi anh chị, lọc lỗ anh chị nha. Và rất là đẹp luôn. Bình này dung tích khoảng tầm 200ml nước nha chị, 200ml nước tới 220. Đó, nói chung là rất là ok bình Bizen này chị ạ. Bình này là anh chị đó, giá là 1.600.000 nha chị nha, cái bình nha, 1.600.000. Anh chị chốt cho em mã là A2 nha chị, 1.600.000 mã A2. A2 1.600.000, xuất sắc. Một cái bình rồng dòng anh chị. Này là dòng của dòng Bizen mà dòng này chưa qua sử dụng nha anh chị nha. Chưa qua sử dụng, 1.600.000 mã A2. Rồi em có cái bộ anh chị nha. Ly ly này là ly rồng nha anh chị, ly rồng của dòng Cutini nha anh chị. Nó là dòng rồng này là có gọi là rồng nha anh chị, rồng mà cái này có truyện ký đầy đủ luôn của dòng Cutini. Dòng này nó có sẽ có độ rạn nha anh chị nha. Quả trân châu, không lỗi lầm chi hết nha anh chị đó, truyện ký đầy đủ luôn. Ly này là cốt ly, là cốt ly nặng nha anh chị. Viền là viền sô cô la nha, cốt ly nặng viền sô cô la. Ly này đường kính nha anh chị, đường kính 7.5 và cao ly là 6.5. Cao ly là 6.5 nha anh chị đó.
Rồi em có số lượng là 5 chiếc nha anh chị. 5 chiếc này mà 5 chiếc ly nha anh chị. Rồi 5 chiếc này giá 800k. 5 ly nha anh chị, giá 800k nha. Giá 805 ly. Rồi anh chị chốt cho em mã là A3 nha anh chị nha. A3 800k mã A3. Anh chị 800 nha, mã A3 siêu phẩm đẹp. Bên đầu đây không? Đây đây. Rồi em có một cái bình nha chị, bình này là bình đồng nha chị nha. Bình này đồng. Bình này đồng nha chị đó, mà cốt bình là cốt bình nặng nha chị, đồng đúc cốt bình nặng nha. Họa tiết hoa văn. Dưới này là một cái bài thơ nha chị, đó, nghệ nhân nha. Bình này rất là nặng luôn anh chị. Đó, dòng là chị, dòng này đồng đúc nha. Là cái bình này siêu nặng luôn. Nặng nha chị. Đồng đúc là nặng nha. Không một cái dòng này chị là không lỗi lầm chi hết nha anh chị, không lỗi lầm chi hết. Bình này là đường kính miệng 11 nha chị, cao bình 26. Cao bình là 26. Vòng bụng là 60 nha chị, vòng bụng của bình này là 60. À, một cái bình này siêu phẩm nha chị nha. Rồi cái bình này chị 1.500k. Đó, 1.500k nha chị, mã A4. 1.500 mã A4 nha anh chị. Đó, một cái bình đồng mà báo rõ anh chị là cái này đồng đúc và nó hơi nặng nha anh chị. 1.500k anh chị chốt cho em mã là A4 siêu phẩm đẹp. A4 1.500. Rồi em có một cái bộ nha chị, một cái bộ. Bộ này là 10. Bộ này là 12 con giáp nha chị, bộ này là mới luôn nha, 12 con giáp. Anh chị nha. Này là bằng kim loại nha anh chị, cho này là bằng kim loại, dưới này là bằng thủy tinh. Đó. Bình này cái ly này để anh chị lót rượu nha. Đường kính anh chị miệng là 4, cao là 11 nha. Rồi, cái này là tổng cả 12 con giáp nha anh chị. Rồi, cái bộ này cho em giá 400k, siêu phẩm đẹp nha anh chị, 400k. Nguyên hộp như thế này nha. Mã A5
400k mã A5. 400 nha chị, mã A5 một cái siêu phẩm đẹp nha. A5 400k. Rồi em có một cái bộ trà nha chị, một cái bộ trà. Bộ trà nha chị, một bình gồm có 5 chung. Một bình gồm có 5 chung nha chị đó. Có truyện ký đầy đủ hết anh chị. Bộ này có truyện ký đầy đủ nha. Đó, một bình 5 viên sô cô la chưa qua sử dụng. Một bình 5 chung lập tổ ong nha chị. Và nắp này có truyện ký hết đầy đủ nha. À, có truyện. Hôm qua em chia cho một cái bình mã đó thành công. Rồi bộ này nha chị, bộ này có giá là 3. Đây này con. Bộ này có giá là 300. Đây này. Phúc lọc. Đây trên bàn này. 300 nha chị, bộ này 300k phúc lọc. Đó, bình này dung tích khoảng là 400ml nha. Nếu mình có sao. Bộ 300k nha chị, anh chị cho em mã là A6 nha chị, 300k mã A6. Một bình gồm có 5 chung. Bình này khoảng tầm 400ml nước anh chị, 400 tới 450ml nha, 300k mã A6. Rồi em có một cái bộ nha chị, một cái này là một cái đôi bình. Đôi này là sông mã nha chị nha, bình dòng hút lọc nha chị, sông mã. Dòng này là dòng rạng nha chị. Men rạng nha. Họa tiết là vẽ trúc. Sông mã một bạch, hắc mã một bạch mã nha chị nha. Rồi bình này có truyện dòng hút lọc, miệng là 7 nha anh chị nha. Miệng là 7, cao là 4, cao 17 nha. Đó, bụng là 47 nha anh chị. Đó, là đôi này có giá nha, đôi này có giá 400k một đôi luôn nha anh chị. Một đôi có giá là 400. Anh chị chốt em mã là A7 nha anh chị, 400k mã A7. 400 mã A7. Rồi em có một đôi nha chị, một đôi bình. Một đôi bình này cái là bình rượu nha chị. Đôi bình này là đôi bình trúc nha chị. Đó, đôi bình trúc. Bình trúc nha chị. Bình này là bình rượu nha. Bình này anh chị chỉ có truyện bên này thôi. Cho này dưới này là có truyện nha anh chị. Đó. Hai bên đều giống nhau hết và dưới khu này không có truyện. Phong cách Nhật nha anh chị đó. Cái này là họa tiết vẽ trúc và cái này báo rõ anh chị là cái này mới chưa qua sử dụng nha. Còn rất là đẹp luôn. Mấy cái bình này anh chị tự độ nút vào nha anh chị, cái này nút bằng bên đó họ không, cái này em không có nút nha. Đó, và bình này anh chị, bình này đường kính là 3 nha anh chị, rồi cao bình 27 nha, cao bình 27. Rồi
một bình nha chị, bình này một một bình là có giá 350k, mà em sẽ có một đôi nha chị nha. A8 350k một bình, là mã A8 nha chị nha. A8 350, mã A8. Rồi chị, em có cái này, em có một đôi nha chị, một đôi bình. Một đôi bình này báo rõ chị là nó sẽ có hai ô như thế này. Đó, một cái đôi anh chị, một đôi này báo rõ anh chị, trên này siêu phẩm nha. Mỗi ô này nó sẽ có mỗi họa tiết khác nhau. Ở bên này anh chị, cái này là họa giống luôn nha anh chị, giống như cái này luôn nha. Siêu phẩm đẹp anh chị. Hoa hồng. Bình này là anh chị đó, viền vàng toàn bộ nha anh chị. Và nó sẽ có truyện ký hết nha. Có truyện ký hết đầy đủ anh chị. Một cái đôi bình gọi là siêu phẩm anh chị. Đó, anh chị mà chốt được cái đôi bình này rất là hoàn hảo luôn nha anh chị. Siêu phẩm đẹp nha. Viền vàng nha. Cái này viền vàng hết nha anh chị. Đôi này rất là khéo luôn. Và tất cả đều anh chị nha. Đó, viền này anh chị. Em sẽ đo đường kính nha chị. Đường kính miệng bình là 17 nha. Miệng bình 17. Và cao bình anh chị, cao bình 54. 17 cao bình 54 nha. Vòng bụng chị, vòng bụng là 90 nha chị. Đôi này có giá là 3.250.000. Anh chị lấy một bình là 1.650.000 nha chị. Một đôi này là 3.250.000 một đôi. Siêu phẩm đẹp nha. Đó. Một đôi nha chị đó, em đo đường kính miệng là miệng là 10, miệng 10 16, cao 54, bụng 90. 3.250.000 một đôi nha chị nha. Là nếu anh chị chốt một bình là 1.650.000. Siêu phẩm đẹp nha chị, tất cả đều lacquer vàng, họa tiết vẽ nổi hết.
cao đẹp luôn nha chị đó. Quá trời đẹp luôn. Rồi em có hai cái set trà nha chị, hai set trà phong cách Âu. Set hai set nha chị nha. Viền lắc cơ vàng và truyện ký hết đầy đủ nha chị, hàng xuất Âu nha. Hoàn hảo nha chị, không có lỗi lầm chi hết nha, rất là đẹp luôn. Set này đường kính nha chị 14 ly là đường kính 9.5, cao ly là 7 nha chị. Đôi này có giá là 100, đôi này có giá 150k một đôi luôn nha chị, 150k một đôi. Anh chị cho em mã là A10 nha chị, 150k một đôi, mã A10. À, những sản phẩm hôm nay em lên anh chị yêu thích, anh chị cứ điện thoại trực tiếp qua hai bên nha anh chị, hai số nha. Bên em lúc nào cũng niêm yết trên kênh hai số này hết anh chị đó, 0913 330469 và 0935245244 nha anh chị. Rồi bên em và em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn ủng hộ nha. Rồi cảm ơn chị, em xin phép hẹn anh chị like sau nha.